Bất động sản Phan Hảo và Vũng Tàu. Mấy chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí em đang đứng là cách Phước Hải là khoảng tầm 2 km ha, cách biển Phước Hải khoảng tầm 2 km. Đó, đường là đường ô tô vào tới nơi nha quý anh chị. Đây, đường mình đường 4 mét ha. Đó, thì vị trí mình cách đường nhựa khoảng tầm chưa đến 100 mét nha quý anh chị. Đó, cách 70 mét, 80 mét là tới rồi. Thì hôm nay em có lô đất đây. Đó, đi vào đây, bo cái cua này là tới rồi. Nhưng mà trên quy hoạch của mình đó, là cái quy hoạch con đường này nè, là nó quy hoạch con đường là 17 mét nha quý anh chị. À, nó bắn ngang qua đây, ngang qua đây ha. À, đi ngang qua đây. À, thì sau này nó quy hoạch con đường lớn thì mình vào đây là tới luôn ha. Thì hôm nay em có lô đất đây. À, ngang là 10 mét, chủ đã đo ranh cắm mốc rồi quý anh chị ha. Ngang 10 mét, sâu vào trong là 26 mét. Là tổng diện tích của mình là 256 mét vuông mà chủ đã lên gần như full rồi. À, 232 mét vuông. À, dường như full rồi ha. Đây. À, chủ đo ranh cắm mốc rồi này. À, từ cái mấy này ha. Qua sát lên cái vách nhà chủ nhà bên kia. À, sát cái bờ tường bên này. 10 mét ha. Đây. À, qua đây là 10 mét này. À, 10 mét ha. Sâu vào trong. À, hai cái cọc hai bên này. À, cái cọc này nha quý anh chị. À, cặp này qua đây, sát này là 10 mét à. À, sâu vào trong là 26 mét, dường như full hết thổ cư rồi mà giá chỉ có 1,5 tỷ thôi quý anh chị. Thì hiện tại chủ có nói với em là chủ đang tách sổ ha. À, hiện tại là sổ mình là 10 mét nhưng mà chủ đang tách là hai sổ, mỗi sổ là 5 mét ha, 5 26, mà một sổ thì giá là 750 triệu. Thì quý anh chị nào mua một sổ vẫn bán hoặc là hai sổ 1,5 tỷ ha, khá là rẻ luôn. Gần trường học chợ ủy ban đây, mình ra đây nè. À, đi ra đây có chưa tới 100 mét tới đường nhựa rồi. Đường này là đường 4 mét quý anh chị ha, đường hơn 4 mét là 4,5 mét lận, ô tô vào thoải mái luôn. Tại vì cỏ nó xum xuê đây, thực ra tại vì trong này không có ô tô, còn là xe máy không, nên là nhìn nó nhỏ ha. Đây. À, đường này đường vào xã Long Mỹ không quý anh chị. À, đường vào xã Long Mỹ nè. À, đường tỉnh lộ 4B đang mở rộng đây. Đầu đường đi vào có quán cà phê đây nha quý anh chị. Có quán cà phê nè. Đây. Ra đây siêu siêu là tới ấy rồi. Ra đây siêu siêu là tới đường tỉnh lộ 4A rồi quý anh chị. Đấy. Tiện ích xung quanh trường học chợ ủy ban luôn không nhung quý chị, khá là gần đây. À, đường này là đường Võ Thị Sáu, gọi là đường tỉnh lộ 4A ha. Đấy, thì hướng này mình đi xuống biển này. À, chưa tới 2 km, là hơn 1 km là tới biển Phước Hải rồi nhung quý chị, khá là gần, đi chưa tới 5 phút. Còn hướng này là đi về thị trấn Đất Đỏ, về thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 90 km nha quý anh chị. Đấy, bây giờ em sẽ quay cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn. Bên đây là cái sổ của mình quý anh chị ha. Thửa đất số là 347, tờ bản đồ 39, địa chỉ là xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 256 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 232,6 ha. Còn lại cây hàng năm khác chỉ có 23 mét thôi nha quý anh chị. Thời hạn đất ở lâu dài, dường như full hết rồi ha. Còn 23 mét thì mình làm xăng đồ các thứ là ok luôn nha quý anh chị. À, dường như full thổ cư luôn rồi. À, đây là cái thửa của mình ha. Thì cái thửa lô đất mặt tiền của mình là quay về hướng Tây Bắc. Quý anh chị nào hợp hướng Tây Bắc thì bóc cho em ha. À, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. À, ngang 10 sau 26 này. À, vị trí chuyển đổi mục đích ha. À, thì cái chữ trong cái ô trong cái thửa của mình là VTCMD, có nghĩa là vị trí chuyển đổi mục đích nha quý anh chị. À, tại vì ở dưới Long Mỹ này, ở dưới Long Mỹ Phước Hội này nó hay để chữ này ha, nhiều lúc quý anh chị không biết cái chữ này là chữ gì. Thì vị trí đây là chữ vị trí chuyển đổi mục đích, có nghĩa là vị trí đã chuyển đổi lên thổ cư nha quý anh chị. À, ha, mục đích từ thổ cư ha. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Và đây là quy hoạch của mình quý anh chị ha. Đây. Đó, cho quý anh chị xem. Thì mình là ngang 10 m sau 26 ha. Đó, đất của mình là phủ hồng toàn bộ. Thì lúc nãy em có nói là đây, sát đây có quy hoạch con đường
là hơn 20m đây nha quý anh chị. Thì để cho quý anh chị xem nó bắn thẳng ra đường tỉnh lộ 4B đây. À, thì đường này đường tỉnh lộ 4B đang mở rộng quý anh chị. Đây. Đấy, con đường này đang mở rộng là ngay vòng xoay đây ha. À, thì đường này là đường tỉnh lộ 4B này là đường huyết mạch kết nối từ thị trấn Long Điền đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận là đang làm tới đây rồi ha. Nó rẽ về hướng này là rẽ về hướng Võ Văn Kiệt, hướng về Lộc An, về Hồ Tràm đây nha quý anh chị. À, mình sau này nó quy hoạch xuống đây. Đây, đó, quý anh chị thấy không? Đây, ngay đây ha. Đây, xuống ngay đây. À, xuống xéo ngay đây. À, thì mình sau này là sát với cái con đường này luôn, cách khoảng tầm chưa tới 10m là con đường lớn này luôn nha quý anh chị. À, khá là đẹp luôn. Đấy, cho quý anh chị xem mình là khu dân cư đông đúc này. Đấy, mình đi ra đây là đường 4A đang đường Võ Thị Sáu đây ha. Đó, đi ra biển cũng khá là gần đây. Đấy, vị trí ra biển này đúng 2km là tới biển Phước Hải đây nha quý anh chị. Tiện ích xung quanh trường học, chợ, ủy ban luôn ha. À, rồi quý anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm này thì inbox cho em. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.